Sư sẽ nào khả ngày nâng dương tình dây bị vị thi to mà hà mà nhãn cái hai thai intermittent fasting rư gọc bỏ tam Google Translator chìa vị thi to mà hà và đà sân. Môn nâng cho không biết ổn trong bị trả thai nhóm mình mang chìa group bà tế hai cô mình mang chìa nạ chùm nia phải là hà chìa dietrician ấy đà. Hai bó rìm mê nhóm chai dùm lại không biết ổn nâng cứ sốt tạ đọc sẵn chai màu bì à tạ bọt sẵn chí riêu đồ chìa scientific studies rư gọc scientific journals ấy bà xanh. Hai nhóm nâng show nâng không biết ổn nâng có đồ chìa đặt link nâng khăn crown description nhạc ổn nha chai mơ bán bà miên chùm ngọt răng ná rư gọc trong an bằng thaym ở đăng si chùm bờ chiên nịch tiệp. Bây giờ nhóm giấy bì mặt tệ rồi bà khôn ái nhóm nhóm bà chạy tha hay là nhóm giấy nâng còn là chìa mặt tệ bà nhóm nè. Cá to mà hai phía chọn cứ dân bắt đầu tự lừa tha ai để dân nhằm bán, ai dân nhằm bán. Bên ta chẳng buộc intermittent fasting với nhà cam to mà hai bài bắt đầu sẵn nâng dân bắt đầu tự lừa tha bên nào dân nhằm bán, bên nào dân nhằm bán mình. Còn intermittent fasting kia ở sợi khóa bì tha bê để dân nhằm nâng dân nhằm ai dây kia khóa là bên nào dân nhằm, bên nào dân nhằm nè. Cá to mà hai bài intermittent fasting nó bị miễn trở về phết hai nhóm trong bắt đầu tự lừa bộ phết muối đã nhóm miễn bọt bị sao hai nhóm kết tha việc trâu tư nâng nè nọ khả phía chán. Cứ ca nhắm không dạp em 7 máu rồi đọc máu hay à đọc 4 máu tới đọc 1 máu tiết dựa nhằm ấy ca tom intermittent fasting xem xe này kê cho chất pra đá miền đôi chìa dương nhằm bằng ngày dương ọt nhằm bằng ngày miền mùi tiết cứ không pi ngày không mà tích nữa dương nhằm à pi ngày nữa nhằm tạch tạch thầm vì pram rồi calorie tầm 3 rồi calorie chẳng hay à phẹm ngày tiết dương nhằm thông bằng đà đôi dương nhằm hoạt đoàn chẳng hai cùng miền mập phết tiết đá cứ dương nhằm tạch một ngày, nhằm thò một đàm một ngày, nhằm tạch một ngày, nhằm thò một đàm một ngày. P là do anh nhằm nắng, dương kịch tầng P dương kê nà. Ui thì hoa thà bên này ọc nè kê bàn thầm phèm của mùi màu rưu bàm bầy màu chẳng. Chẳng à bàm bầy màu nắng, cứ màu để do anh nhằm ấy. P để dương kê, do anh mình nhằm ấy. P khác, môn này dương kê mà màu pi màu nắng, dương nhằm tình nở hết. Do anh mình nhằm ấy tiệt đây, chẳng những bột nắng pi màu tiệt. Hai bên để dùng ngược máu, bên khác dùng ngược bàn một màu, pi màu, bầy màu chẳng. Như là toàn bàn nhằm tiết, chẳng như bột nặng tiết. Bột tham nặng bên để dùng kế, bột chốt này thì bị bàn đọc đọc màu chiêng. À chỗ đọc pi, đọc bầy, đọc buồn màu chẳng thật. Chẳng rõ tháng ngày này, ọc này bà hai chỉ phơ intermittent fasting đó đừng khuôn này. Chẳng ca tôm bài intermittent fasting này nhóm miền bọc vì sao nâng. Cứ nhóm nhằm ấy bên tháng ngày, nhóm mùi bên là nghệ thôi mà đá. Và tóc máu, nhóm ọc nhằm ấy bên dục môn kế thế, hay nhóm chỗ kế. Hãy nhầm ngược máu, nhầm skip nhầm bê phật hay nhầm nhầm bê thằng ngày một màu lunch, ai màu đập bì, rư màu muối, rư bê khá ai đau màu bì ấy chẳng. Cả intermittent fasting bài đập buồn màu, tự đập bùn mùi màu ăn nhầm ấy nâng. Cứ việc simple chẳng kế, hơi đẹp bị chẳng còn ai stick từ routine để dừng ăn nhầm hà bê phật nâng bà phù nè khá còn ngược máu màu đập mùi đài chẳng. Còn ăn miền bàn nhầm ấy bê phật ấy, còn đôi chết phở intermittent fasting hoàng ngày ấy. Chẳng là lời dân tên dậy bị bê để dân nhà mà hả, nhưng bê để dân ọt nhà mà hả. Bê để dân nhà mà hả, rư gồm miên ạ hả nơi khổng khuôn. Khuôn dân chạp làm breakdown ạ hả nâng. Và tọa máu khuôn dân có bằng cách insulin làm bê nôm do tham ở phố bị khổng chiếm cho tới khổng cao xe ca dân làm bê ở dân ai thơ cho là nạt với ai bàn dân thật. Chẳng tham ở phố là dân ban mau bị ạ hả nâng vì mình bị tìm mũi khuôn dân do tập hợp liêm mõng. Hai tí pí, khuôn nhân stock toxin và dân ở phở, ở toàn phở thế. Khuôn nhân stock toxin, chia lại khả năng lại cái chân, nâng nông thang mà dân hay liver. Nhưng chẳng lifestyle bởi dân tạo ạc nế, dân nhằm à hà, bề phất, bề thang ngay, bề lần nhiệt. Hai nơi cho lọt nâng, dân nhằm nôm nhằm ấy, hay snacking in between nâng tiền. Bê na để dân ở miên à hà, nâng nông khuôn, vì dạ bề dũ, dân ở tham ở bồ lại. Tham ở bồ, nâng nông thang, chia lại cái chân của dân ở. Tham một bộ là không chiếm chứa glucose có ở đây. Nhưng chắc đảm bây miên tham một bộ và to đảm bây phương cách ca nghe dương hỏa ngày nắng. Luôn dương thời ca tới breakdown, clánh, vô mà phở chứa tham một bộ mà đó. Nhưng chắc cô đã xong khăn được nông ca thử intermittent fasting ca to mà hà dạ bè đập buồn màu tới đập buồn màu. À nắng bia most popular routine for intermittent fasting nắng. Cứ dương chăng ai luôn dương ọt miên glucose hay ở miền gai cơ chân nằm bay ở khuôn dưỡng từ bộ bài khăn vô mà phở chỉ tham một bộ. Goal đại tí bì bỏ intermittent fasting cứ cái hai calorie deficit. Bây giờ dân trong sọ cả lâu đi khí nế dân thử nhắm at a calorie deficit mình này tham bởi tham một bộ dân trời cài khăn ông bằng ngày bì bọn calorie bởi dân nhắm tách trên bì bọn calorie dân sọ cả lâu bởi dân nhắm tràn trên bì bọn calorie dân đang làm cả lâu. Goal đại bây giờ dân cắt hà mùi trao đi thả hà bê bật dọn nhắm chân dân nhắm tập bì bê lên. Chẳng bởi dân không bị bê lớn dân nhằm mà hộp đôi dân nhằm thông bà đá rồi thằng ngày đá. Còn
dân cắt breakfast dân nhằm tới việc ăn khúc calorie và dân thời ca không một ngày chẳng khuôn dân từ breakdown khánh vô một phở khuôn dân thời ca p 2.7 màu bằng việc burn à ha bà dân ọ bà dân đốt à ha bà dân ọ ọt miền glucose nó không chiếm ọt miền cả lại cơ chân nó không liver nó không thlau bà dân thế bằng khuôn dân chập đám từ do tham vào bố bị khánh một phở chẳng bà dân nhà mày hỡi dân châu kến vậy mau khỏi bị ngơ bị bật dân nhà mà ha bị bật mình chấn luôn như miền bắc từ breakdown à khoan năng vô phở luôn như ở ốc này nhá prefer mình đây tha cho chất phở tham một bộ bị à ha chiên tham một bộ bị khoan bộ tham một bộ bị khoan tăng pin mình được dân cả miền từ bỏ máu khoan cứ tụt pin á để dân ở miền à ha nhầm chấn bị dân nhà mà ha không một ngày bị bật to là nghĩa hai ngơ mau bị bật dân nhà mình luôn như ở miền thời ca phở khoan vô máu bộ bài gì thời ca ta tham một bộ bị à ha tham một bộ bị à ha về số bộ bài à thà bây giờ này ca thuê ca to mà ha bài intermittent fasting nưng miền miền đôi chia ca sầm rọ tụng ngôn về chuối cắt bẩn thoi insulin level nơi trong chiêm mà dưỡng chuối bệnh hà tự nôm bám chuối bệnh hà lơ chiêm nưng cứ high blood pressure mình đây thà sầm biệt chiêm nhưng cấp bua về chuối cắt bẩn thoi khan nơi trong chiêm chùm nuôi bẹt đốn hai nưng chùm nuôi bà bòn của các bà à lỡ dưỡng tình dậy bị côn bị bắt này ca thuê ca to bài intermittent fasting ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ scientific studies ភាគច្រើន we are long term វាអត់មើលពី effect នៃ intermittent fasting នឹង long term អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើ intermittent fasting យើងអាចបានលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលខ្លីពេលដែលយើងដូរ lifestyle យើងទៅធម្មតាវិញយើងឡើងឃើញ effect of intermittent fasting វាអត់មាន long term effect ទេគុណវិបត្តិទី2គឺពេលដែលអ្នកមួយចំនួនគាត់ធ្វើ intermittent fasting គាត់អត់ញ៉ាំអីពេលព្រឹកឬក៏គាត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃគាត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃដែលគាត់ញ៉ាំឬពេលវេលាដែលគាត់ញ៉ាំហ្នឹងគាត់ញ៉ាំច្រើនពេកគេហៅ binge eating មានន័យថាគាត់ញ៉ាំច្រើនធ្វើឲ្យ calorie ដែលគាត់ consume នៅក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ញ៉ាំហ្នឹងវាច្រើនជាងធម្មពលដែលគាត់ត្រូវការក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់អត់មានបាន effect អីទាំងអស់ធ្វើឲ្យគាត់ឡើងកាឡូទៅតាមទី3គឺពេលដែលអ្នកមួយចំនួនបើគាត់លេបថ្នាំលើសឈាមឬក៏គាត់លេបថ្នាំបេះដូងអីចឹងពេលដែលគាត់ធ្វើការអត់ញ៉ាំបណ្ដោះអាសន្ន intermittent fasting ហ្នឹងគាត់អាចបាត់បង់ electrolyte ឬក៏ electrolyte នៅក្នុងខ្លួនវាគេហៅ abnormal វាអត់ normal electrolyte ហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើ sodium calcium potassium ហ្នឹងអ្នកដែលអត់គួរធ្វើ intermittent fasting មានក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំមានស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះអ្នកដែលមានទម្ងន់ទាបដែលក្នុង BMI យើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុង category គេហៅunderweight អ្នកដែល underweight should not do intermittent fasting ក្រៅពីហ្នឹងមានអ្នកដែលខ្វះឈាមឬក៏គេហៅ hypoglycemia ឬក៏អ្នកដែលមានជំងឺតាក់ទងនឹងការញ៉ាំអាហារគេហៅ eating disorder អ្នកដែលមានជំងឺតាក់ទងជាមួយការញ៉ាំអាហារហ្នឹងគាត់ពេលដែលគាត់បានញ៉ាំអាហារគាត់ញ៉ាំច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងធ្វើ intermittent fasting អត់ញ៉ាំក្នុងរយៈពេលមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែ clean កាន់តែខ្លាំងពេលដែលគាត់ញ៉ាំទៅគាត់ញ៉ាំកាន់តែច្រើនទៀតយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមខ្លួនឯងពីគ្រូជាមួយអ្នកជំនាញគ្រូពេទ្យហើយកុំយកព័ត៌មាននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងថាព័ត៌មានហ្នឹងជា 100% ជា fact 100% រហូតព្រោះការសិក្សាថ្មីថ្មីវាចេញមករហូតការរកឃើញផ្សេងៗអាពី nutrition ពី diet ពី medicine ហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលរហូតអញ្ចឹងបន្តិចទៅព័ត៌មានរបស់ហ្នឹងវាអាចអត់ត្រូវ 100% ឥឡូវហ្នឹងក៏វាអាចអត់ត្រូវ 100% ដែរអញ្ចឹងបើអ្នកអស់គ្នាប្រឆាំងនឹងអីដែលខ្ញុំនិយាយអាច comment ខាងក្រោមទៅប៉ុន្តែសូមដាក់ជា study ឬក៏ដាក់ជា journal article ផងដែលព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបានគេសិក្សាជ្រាវជ្រាវមកមិននិយាយតាមមតិខ្លួនឯងហើយគិតថាមតិខ្លួនឯងជាអីដែលជាការពិតទេយើងត្រូវមានអីមកជួយ support យើងពីក្រោយជាមតិនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ intermittent fasting នឹងច្រើនដងហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែរួមផ្សំជាមួយអាការញ៉ាំ intermittent fasting នឹងខ្ញុំលេងកីឡាខ្ញុំហាត់ប្រាណហើយខ្ញុំញ៉ាំក៏ល្អដែរពេលដែលខ្ញុំធ្វើ intermittent fasting នឹងខ្ញុំញ៉ាំរបស់វាល្អល្អអត់ញ៉ាំ junk food ច្រើនអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងរួមគ្នាបាទខ្ញុំគិតថាវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ខ្ញុំណាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកនរអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូហ្នឹងអាចធ្វើ intermittent fasting នឹងអត់ត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអត់អាចធ្វើ intermittent fasting នឹងបានទេ
môn năng bị cho video đó trời chăm tha diet plan nam mùi cái đó ca to mà hạ bài nam mùi cái đó mà thử xem là tặng ở khả nhạc lát thử ca to bạp ní nhạc lát thử ca to bạp nút mình chẳng là nóng với si son tới lứa ở vậy để dương tới ca si son tới lứa lifestyle là bao dương này hơi nâng miên cả ta chẳng thiệt xôn bị chạm đón thiết tha cùng dô bó đồng miên nước nông đi tặng ớ kịch tha via chìa professional advice của nhóm mình mang chìa bát nhóm mình mang chìa nhạc chùm liên mình chẳng dương thử tới sao chìa của anh bật thêm dương thử tới xu nhạc chùm liên xu của bát ở bàn đăng bọn mình bật thái bởi nào nếu interested nơi các nông ca thơ là cái này intermittent fasting này. Chẳng ổ côn xin chào các tư xin á, hơi chăm chúc nơi video của rồi. Ổ côn.